Dạ thưa bà, tôi xin bà hãy thương hại cho một kẻ đi tìm ngôi mộ trong khối tường đã chôn mà dù trên mảnh đất này anh thường nghe trái tim tôi quan cho thân phận sắp bài sinh cái nhà dường như rong đang hận mình bà ơi, tôi không phải là người ta không tên không tuổi, mà chính tôi là một con thú điên đang bờ giờ lạc lòng giữa dương trần. Mãi đây cùng lánh xa tôi như kinh sợ tứ thần, ngay kẻ ban cho tôi quyền chỉ phù cũng kinh tôi bất tài nó xua đuổi tôi đi. Giết về đâu một tâm thân chơi trầu, tôi mới lần về vẫn cũ làng xưa. Rồi tôi từng bước đại nơi đây, cái nơi mảnh đất nằm yên mãi mãi cõi thầm già. Bà ơi, không phải là người vừa hay gào thét, mà chính tôi là một tội nhân đã lặng đổ trong tim một bóng hình cao cả, còn gây ra nhớ mỗi thằng nhẹ lìa. Tôi đã làm cho đất lỡ trời lắm và điên đau lối đi về như chiếc lá úa tàn trong cơn gió lòng xa cội lìa cành, không biết tôi là đâu cuối cùng giờ ta biết nhớ mồ cha nên liều lĩnh vượt qua con đường độc đạo. Nếu đêm nay không được vì bên ngôi mộ thì tôi không sống được đêm này. Là trước tiên là những chàng trai đi qua, nó thường dậm chân là mỗi thứ tình thương, đi mãi mãi vào con đường tâm tôi. Rồi đến khi sương mù dần mất lối, mới hay rằng mình cô độc bơ vơ. Có muốn gào to thì cổ đã nghe, tôi đã bán máu mình cho kẻ khác. Kẻ thù tôi là những bàn tay
đầu độc chung tiền ra môi chuột trí con để rồi hôm nay tôi lại lê tâm thân để tìm đi vào tận bước đường non.